mình chiên vàng như thế này là ok rồi này. Bỏ ra biển nhé. Xong các bạn, và như vậy thì mình đã hoàn thành xong. Đây là món bánh bèo rán đây này. Chờ một lát nữa nó nguội thì nó rất là giòn và thơm và ngon các bạn nha. Thì các bạn có thể sử dụng cách làm của mình để làm được một món bánh bèo rán như thế này các bạn nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một loại bánh, đó là bánh mì tôm viên nha các bạn. Bánh mì tôm viên chiên đây. Thì đây mình sử dụng một nửa gói mì tôm các bạn này. Ít bột. Bột thì ít bột mì. Mình sẽ trộn một ít bột mì. Ở đây mình sử dụng bột mì Hoa Ngọc Lan nha các bạn, và một ít bột bắp này. Một ít cái bột này cho nó thơm và vàng. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi pha nó các bạn nha. Trộn đều. Đều cái mình sẽ trộn cái phần bột này. Đây, ở đây mình sẽ sử dụng nửa gói mì tôm các bạn.
bạn trộn mì tôm và bột mì vào một lúc luôn các bạn nha. Và bây giờ đây mình sẽ cho các bạn thấy này. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên cái phần mì tôm liền này để các bạn nha. Mở ít dầu ăn vào.